Xin chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn món hủ tiếu bò viên. Đây là một cái món rất là ăn dân dã và rất là phổ biến, và có lẽ đặc biệt là các bạn thấy ở những cái món ăn hè phố, đó là hủ tiếu gõ, hủ tiếu bò viên. Và thành phần để mà nấu một cái món hủ tiếu bò viên, thứ nhất là món hủ tiếu, thứ hai là cái bò viên, thứ ba là để nấu nước dùng chúng ta dùng xương ong, bò và một ít thịt bò ha. Các bạn lấy nạm. Và những cái loại rau củ mình ăn kèm có thể là các bạn có ít giá ha, rồi rau sống dùng là húng quế, ngò gai và hành lá để chúng mình cắt vào trong cái tô hủ tiếu. Và ra chanh ớt. Và món này thì nó rất là đặc biệt, là có cái mùi thơm đặc trưng đó, từ dầu tỏi ha. Tỏi là món không thể thiếu ha. Thì rồi để bắt đầu ha, thì thứ nhất các bạn sẽ rửa xương ống bò và cái nạm bò ha. Cái nạm bò bạn có thể mua một ít mỡ bò để nhìn cho nó thì nước nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Đó, mình sẽ cho vào trong cái rồi các bạn cho nước vào. Hôm nay thì sẽ nấu 2 lít nước thì mình sẽ dùng khoảng dành được khoảng 5 tô. Rồi bò mình sẽ hầm trong vòng từ khi sôi các bạn hầm trong khoảng là 1 tiếng 40 phút. Và trong khi thời gian hầm bò, chúng ta sẽ chuẩn bị một số cái công việc. Thứ nhất là tỏi các bạn sẽ bầm ra ha, bầm dưới dạng hạt như thế này ha. Đó, mình sẽ lột tỏi và mình sẽ bầm ra. Rồi chúng ta sẽ thôi phi tỏi ha, phi dầu tỏi. Tỏi phi khi nào mà đến khi mà nó vàng mà nó nổi lên trên cái mặt dầu á là được. Các bạn cho lượng dầu nó tương đối nhiều đó, thì cái dầu tỏi này ha, mình thấy nó vàng mà nó nổi lên thì các bạn sẽ là tắt lửa và lọc lại. Và cái tỏi phi này mình để riêng ha, để mình sẽ cho vào. Mình cho vào trong tô hủ tiếu. Rồi cái dầu tỏi này chúng ta sẽ dùng để trong nêm vào trong cái nồi hủ tiếu. Và tiếp tục thì để chuẩn bị bò viên ha, mình cắt ra. Rồi cái để cho vào tô hủ tiếu thì mình sẽ dùng hành lá và ngò gai. Đó, các bạn rửa sạch rồi cái mình sẽ cắt vào
cắt cắt nhỏ ha, để cho vào, chúng ta sẽ cho vào cái tô hủ tiếu. Chúng ta sẽ cắt chanh ớt ha, chanh ớt. Chúng ta nhớ là lấy hạt ra ha, lấy hạt ra. Rồi bây giờ chúng ta đã nấu ha, nấu tiếng 40 phút. Tiếng 40 phút thì các bạn sẽ thử cái thịt nó mềm là được. Và chúng ta sẽ tắt lửa và vớt từ vớt thịt ra ha. Mình vớt xương ra ha, vớt xương. Đó, thịt chúng ta để nó nguội ha. Và có thể mình lọc lọc lại với cái nước để cho nó sạch ha. Nó sạch cái nước lèo. Và các bạn cũng chuẩn bị cái nồi nước để trụng cái hủ tiếu ha, rồi nó sôi. Rồi bây giờ đây là 2 lít nước ha, thì chúng ta sẽ nêm ha. Các bạn sẽ nêm với 2 lít nước thì chúng ta sẽ nêm khoảng 16 gram muối. 16 gram muối thì có thể mình cân hoặc là các bạn có thể đông bằng muỗng. Đây thì thầy thì chúng ta cần cái gì? Đó, 16 gram muối. Các bạn dùng đường hoặc đường phèn ha. Đường khoảng 30 gram. Và hạt nêm ha, hạt nêm chúng ta cho khoảng 15 gram. Chúng ta khuấy lên ha, khuấy. Thì còn nếu mà mì chín bột ngọt á thì các bạn sẽ cho tùy ý ha. Nếu không dùng bột ngọt cũng sao ha, không cần bỏ bột ngọt. Và các bạn nhớ là cho thêm một ít dầu tỏi để cho nó cho khoảng một muỗng canh dầu tỏi. Và đây là nước dùng dầu tỏi hay là nước dùng của món hủ tiếu bò viên. Rồi tiếp tục chúng ta sau khi ngâm thịt bò nó nguội ha, mình sẽ cắt ra bò. Đó, thịt bò chúng ta lựa cái thịt bò có cái nạm á. Rồi bây giờ chúng ta đã nấu xong ha, bây giờ chúng ta chuẩn bị cái múc cái hủ tiếu ra ha. Thì các bạn tắt cái hủ tiếu ra, làm một bó gì đó, rồi mình sẽ chần trụng cái hủ tiếu. Và nước sôi.
Rồi mình trần qua dầu tỏi ha, mình trần qua dầu tỏi. Mình sóc lên ha, sóc lên. Rồi chúng ta bỏ cho hồ viên vào ha, và một ít đạm vào. Đó, rồi chan nước lèo lên. Rồi mình cho hành lá với ngọn gà gai đã cắt nhuyễn ha, cho vào. Và tỏi phi. Tiêu ha, tiêu. Có thể mình có ít tóp mỡ ha, cho vào trong món hủ tiếu này cũng rất là ngon. Rồi để xong, chúng ta đã có một cái tô hủ tiếu bò viên là rất là thơm ngon. Và các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn của thầy và có thể được một cái tô hủ tiếu rất là nhanh và thưởng thức cho cùng với gia đình trong những ngày cuối tuần. Rồi, xin chào.